lốc xấy đã đi ngang cái cù ở đây, làm cho nguyên cái không khí ở đây toàn là đồ đạc, bay túi xùa hết. Tonight, Ngày hôm nay cứu hộ đã tới đây để cứu người ta bị kẹt ở trong nhà. Báo cho biết là có một số người đang bị thương, có căn nhà bị lốc xấy đập súng. Rồi thêm một cái thành phố gần đó nữa lại bị lốc xoáy đánh tới. Ông có sợ hay không? Đúng vậy, tôi sợ những người xung quanh tôi cũng vẫn sợ. Ethan là cái người đã quay được những cái cảnh này. Không thể nào tưởng tượng nó hư hại như vậy. Fire Station, cái chỗ chữ lửa đã bị hư hại. Rồi xung quanh đó sắt bay túi xua hết. Đây là những gì còn lại khi lốc xoáy đi qua cái chỗ chữ lửa. Cái xe emergency bị đồ đạc dăng lên đầy hết. Sáu mươi triệu người nằm trên cái con đường của cơn bão đi qua. Từ Quay Lake cho tới góp khấu đều bị ảnh hưởng. Khi đi về hướng đông, thì nó làm cho càng ngày tồi tệ hơn. Dashcam video này đã quay được cái cảnh. Việc này xảy ra vào bữa thứ sáu ở bên Utah trên đường cao tốc. Chiếc xe van bị chật bánh lạng qua đầu xe của cảnh sát làm tôi giật mình cách chiếc xe đó chỉ còn có một phút hoặc hai phút thôi tôi tưởng đâu tôi đã đụng vô chiếc xe van đó rồi còn đây là nằm bên Colorado chỗ này tiết trắng hết chạy xe rất là nguy hiểm 21 chiếc xe bị tai nạn đụng dính chồng với nhau. Làm cho cái đường cao tốc 70 ở đây đóng cửa. Gần mấy tiếng đồng hồ mới mở lại.